biết sớm hả em? Rồi chào anh em, trên tay mình đây là hai cái điện thoại mới của Oppo phiên bản Reno 4. Thì đây là bản thường, bản Pro. Anh em thấy nó khác nhau là đằng sau lưng có ba cái camera cho bản thường và bốn camera cho bản Pro. Đó. Thì hôm qua mình đã trải nghiệm đi chụp thử, chia sẻ với anh em về những cái mới của cái phiên bản Reno 4 của Oppo này. Có rất là nhiều cái nâng cấp cho các cái tính năng cũ như là màu sắc này, chụp mà chế độ đêm ultra night gì đó, hồi xưa là night mode, bây giờ họ nâng cấp lên để xử lý cái việc chồng ảnh và làm cho một cái bức ảnh buổi tối nó tươi hơn, đẹp hơn, nó trung thực hơn, hay là cái tính năng chụp mà chồng hơi nhiều hình để làm thành một bức ảnh có độ phân giải 108 chấm, nó chi tiết hơn và nó đẹp hơn. Thì ngoài những cái tính năng đó ra thì có hai cái mà thuật toán mới mà mình nghĩ là nó tạo cho những người thích chụp hình bằng điện thoại vui vẻ hơn và thú vị hơn. Thứ nhất đó là về phần chụp hình. Thì về phần chụp hình chúng ta có hai cái tính năng. Tính năng thứ nhất là cái tính năng tách màu của chủ thể ra khỏi cái background. Đó. Thì cái này trước đây mình thấy là Samsung họ cũng có làm ở một cái phiên bản nào đó rồi. Nhưng mà cái tính năng thuật toán này họ là Oppo họ làm kiểu như là dễ dàng chụp hơn và có nhiều cái tùy chọn hơn khi mà chúng ta mà cái này nó chỉ áp dụng cho cái chế độ chụp chân dung thôi, có nghĩa là từ 1,5 m trở lại. Thì khi mình chụp là mình thấy là tách cái chủ thể, màu sắc của chủ thể hoặc là những cái gì dính trên chủ thể, tất cả các màu, ví dụ như từ màu da cho đến các cái vật thể trên người, nó tách thẳng ra gọn gàng hơn, nó không có lem luốc. Và cái filter màu ở đằng sau đó là filter trắng đen, thì họ vừa kết hợp việc tách màu của chủ thể vừa cộng với lại cái hiệu ứng làm cho cái background nó bị mờ nhòe đi, tạo cho cái về cái phần hiệu ứng thị giác á, nhìn nó hay hơn, nó thú vị, vui vẻ hơn. Cũng cái tính năng đó thì có một cái tùy chọn đó là chụp ban đêm, thì cả camera trước, camera sau nó sẽ ngoài cái việc tách màu chủ thể ra thì nó xử lý cái hậu cảnh, thay vì là filter trắng đen thì ban ngày thì giờ nó xử lý là nó làm cho các flare ánh sáng hoặc là các cái bokeh tròn này kia thứ, làm cho mình nghĩ là các bạn trẻ sẽ thích cái tính năng này. Đó là về cái phần chụp hình. Đó, mình thì mình chụp trong cái bài này anh em thấy là tất cả các hình mình chụp mình không quen chụp mẫu cố định setup, cho nên là mình chụp đời thường, đường phố xá này kia, chụp được rất là tự nhiên và mình thấy là dễ dàng chụp. Đó, phần thứ hai là phần quay video. Thì cũng vậy, phần quay video chúng ta chọn video xong rồi vô cái filter màu, thì trong đó nó có bốn cái tùy chọn. Thì ba cái tùy chọn đó là tùy chọn tách màu, đó là RGB, có nghĩa là màu đỏ, màu xanh dương và màu xanh lá. Khi mà chúng ta chọn một cái màu nào đó thì khi quay nó sẽ giữ lại cái tông màu đó. Ví dụ màu đỏ thì tông màu đỏ thì những cái màu mà ấm ấm, ví dụ màu cam hay màu gần với đỏ thì nó giữ lại. Còn tất cả các chi tiết khác, vật thể khác, màu khác thì nó sẽ áp cái filter trắng đen lên. Chúng ta thấy là giống như có những cái vật thể màu đỏ chẳng hạn đi ha, thì mình muốn giữ lại, còn tất cả trắng đen nó nổi bật lên khỏi cái nền như vậy. Chúng ta có thể chụp vui vẻ với các cái việc tách màu đó. Vô một cái chỗ nào đó mình muốn tách những cái màu xanh chẳng hạn, hay là màu xanh lá như gì đó, thì thấy cũng hay. Rồi có một cái tính năng trong phần quay video đó là tách chủ thể, có nghĩa là giống như là chụp chân dung mà tách màu chủ thể vậy. Có nghĩa là ở một cái khoảng cách cố định nào đó thì tất cả những cái gì liên quan đến cái chủ thể đó nó sẽ giữ lại màu. Áp cái filter trắng đen lên thì nó tạo ra một cái hiệu ứng thị giác cho chúng ta vui vẻ hơn, hoặc là ứng dụng một cái gì đó tùy anh em bất kỳ. Thì cái tính năng thứ tư này nó khác với lại ba cái kia là tách riêng từng màu RGB, còn cái này thì nó giữ nguyên cái màu trên cái chủ thể. Một số tình huống thì cùng trên một cái mặt phẳng ảnh, ví dụ như trên một cái mặt phẳng như thế này mà có hai hay là ba chủ thể thì nó lại giữ, nó không phải là giữ một người mà giữ lần hai người ba người gì đó, cũng vui. Rồi trên cái điện thoại Oppo ngày hôm nay họ đã có cài đặt sẵn cái phần mềm dựng phim đơn giản cho người dùng phổ thông, nó có tên là Solup, có sẵn trên này. Vô cái phần mềm đó chúng ta có thể ghép rất là nhiều cái clip ngắn lại nhau, rồi cắt bớt cái này cái phần dư thừa gì đấy bỏ đi, rồi nó sẽ ghép lại thành một cái clip chèn âm thanh âm nhạc gì đó vào và chúng ta có thể chia sẻ ngay rất là dễ dàng.
đó là hai cái tính năng về quay và chụp mình thấy là mới ở trên cái phiên bản Reno 4 này. Mình nghĩ là các bạn trẻ rất là thích, sẽ kích thích chúng ta chụp hình nhiều hơn. Nếu chúng ta thích chụp hình bằng điện thoại trong các cái bây giờ Covid không có đi được thì chụp lên quanh như đó thử ha. Đó thì chia sẻ với anh em một số cái hình cũng như là cái đoạn mà mình trải nghiệm vừa rồi với hai cái tính năng này đó. Xin cảm ơn anh em và chúc anh em vui vẻ. Giờ gánh đi đâu? Gánh đâu bán vậy? Hà Huy Tập. Dạ, Hà Huy Tập đó hả? Xa vậy?